Chương xìm Professorship xin đón chào toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp lại nhau sau một tuần chờ đợi dài mỏi mệt. Và ngày hôm nay ở đây, thưa quý vị, ở một cái nơi mà mọi người đều đẹp đẽ và long lanh như thế này, chúng ta lại trở lại đây để gặp gỡ những người chơi của tuần trước với những câu chuyện drama trên Đà Lạt. Ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị một cái áo dành tặng cho chương trình. Đọc đi. Vô lăng tình. Tình nhân. Wow. Đây là Valentino. Ôi dạ. Đúng rồi. Valentino là cái gì? VLTN. Sau khi chương trình, quý vị thấy tôi ship những cặp đôi mà thành rồi thì lúc đó quý vị sẽ không còn chửi tôi nữa. Dạ. Chương trình. À, và thưa quý vị. Và thưa quý vị. Cảm ơn trước đi nè. Cảm trước đi sao? Để bình tâm lại. Nha. Chúng tôi xin cảm ơn. Nói gì vậy má? Ngon. Hay quá rồi. Ngon. Để ta coi nửa tiếng nữa sao lúc này. Ok, em ổn rồi. Và thưa quý vị, chương trình Vô Lăng Tình Yêu cho truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phục với Madison Media Group cùng với KOBB Hàn Quốc thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hyundai Motor và Shell đã đồng hành cùng với chương trình. Yeah. Một lần nữa chúng tôi lại được tiếp tục gặp gỡ quý vị với hai khách mời là Khải Như và Dương Triệu Vũ. Vâng. À, rất vui được gặp lại em đó. Anh ơi, để người ta biết thân phận em là Dương quá. Đừng làm vậy. Anh bắt tay mà. Ủa chị, sao chị bằng áo kỳ vậy? Kỳ vậy. Anh, mấy mọi người không có quen cái phong cách quý tộc của em hay sao? Tại mọi người quá. Này là hò hững. Cái này là ném đá dấu tay nè. Tại vì em thấy em đến với chương trình này á, cái vai trò của em, cái kiểu nó qua cầu rút ván, kiểu dắt chanh bỏ vỏ, em cảm thấy là em hay hại người ta quá nên em phải làm vậy để ai bắt em lại, ví dụ như em nhắm lại. Nắm nè. Tháo chạy. Yeah, sầu thấm mát. Rồi, cái gì ai mà làm gì mất mặt. Em chùm lên. Bỏ nguyên cái hộp bơ vô cái nồi luôn. Anh đi ra lỡ trưởng đi. Anh, mình vô chung đồn với nhau đi. Ai cũng thích dài hết. Bột gì? Hả? Bột gì? Bột. Bột mì hay là bột gạo? Hay là bột. Dầu đổ vô cái nồi. Nước mà nồi. Đón xem Căn Bếp Vui Nhộn vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Gặp được người như anh luôn chở che cho em.